Ngọc Diệp mến chào cả nhà. Hôm nay Ngọc Diệp hát cho cả nhà nghe thể điệu Lý Bông Dừa có tựa đề là Tình Thương Cha Mẹ, tác giả Hoài Phong. Mời cả nhà lắng nghe ạ. Nếu cả nhà thấy hay, hãy cho Ngọc Diệp xin một like, một subscribe và chia sẻ ủng hộ Ngọc Diệp ạ. Ngọc Diệp xin chân thành cảm ơn. Tâm sám hối.